Đây có thể là hình ảnh gây sốc nhất mà cổ động viên Hải Phòng tạo ra ở V-League. Một chiếc áo quan được đưa tới sân Lạch Tray, không lý do, không tuyên bố. Đó chỉ là cách phản ứng của người hâm mộ đất cảng với thành tích của đội bóng này. Bây giờ bóng đá Hải Phòng có thể mang tính chất thương mại nhiều quá, người Hải Phòng rất là ít, thì còn đếm trên đầu ngón tay, mà dưới một bàn tay, mà khi ra sân thì chỉ được một người, rất là buồn. Người Hải Phòng rất là mong có thêm nhiều con người Hải Phòng đá trong đội bóng. Cầu thủ chủ yếu thì không phải người Hải Phòng nhiều, của Đức Đại, Đức Pháp về không tình cảm kiểu không đá vì thành phố nhiều lắm. Thất bại ngay trên sân nhà trước Hà Nội TNT đã là trận thứ 15 của họ ở mùa giải năm nay. Trận thua đẩy Hải Phòng vào vòng xoáy của suất xuống hạng. Họ gần như là đội bóng đầu tiên của V-League phải xuống chơi ở giải hạng nhất.